Xin chào quý khán giả chuyên mục nấu gì hôm nay. Thật ra hôm nay ngại quá. Nói nấu gì, thật ra hôm nay đâu có nấu gì, mình chỉ có pha gì để uống hôm nay thôi. Xin chào Khôi. Hey, chào anh Hiếu. Hôm nay thì là Khôi sẽ giới thiệu với lại anh Hiếu và khán giả của chuyên mục nấu gì hôm nay một cái cocktail mà Khôi tự sáng chế, tên là gió thu. Lãng mạn quá. Tại vì mùa thu đó. Rồi, nguyên liệu gồm có những cái loại rượu nào có dễ kiếm không hả Khôi hả? Thật sự ra thì là những loại rượu này rất là dễ kiếm ở ngoài thị trường thôi. Đó là rượu vodka. Rượu vodka thì là bắt nguồn từ là các nước Đông Âu, đặc biệt là Ba Lan và Nga vào khoảng thế kỷ thứ 13. À. Nhưng mà đến khoảng thế kỷ thứ 19 thì mới thật sự là nổi tiếng ở Tây Âu và các nước ở châu Mỹ. Ở bên cạnh đó mình có rượu cam, orange curaçao. Rồi mình có nước ép thơm, nước ép trái chanh dây để tăng cái độ đậm đà. Mình có cái syrup, tức là cái siro mà cũng làm được từ trái chanh dây luôn. Đầu tiên ha, đây là cái shaker của anh Hiếu. Shaker của anh hả? Sao lạ vậy? Cái này là shaker standard, tức là shaker kiểu tiêu chuẩn. Còn đây là shaker của Khôi thì đây là shaker kiểu chuyên nghiệp. Là nó gồm có hai phần, một cái ly thủy tinh và một cái ly bằng inox. Vậy hả? Mình nghiệp dư mà. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ có các cái thành phần với cái liều lượng như sau. Mình có tất cả là 45ml rượu vodka. 45ml. Vậy là một đầu lớn, một đầu nhỏ. Đúng rồi, một đầu lớn và một cái này đầu nhỏ. Tên chuyên nghiệp là cái dụng cụ này gọi là gì? Nó gọi là jigger hoặc là measure cup. Rồi. Khôi sẽ đong cho anh Hiếu và bây giờ là Khôi đong cho Khôi 45ml rượu vodka. Khi mà mình sử dụng vodka thì nó đặc tính nó là không màu, không mùi, cho nên nó sẽ không có làm lấn át đi cái mùi của nước trái cây của mình, mà cũng không lấn át cái màu nữa. Kế đến là mình có 30ml là rượu mùi cam. Rồi, mình đong vào đây 30ml. Cái loại cocktail này phù hợp cho cả nam lẫn nữ cả hay nam là nữ. Chỉ là nam thôi hay là nữ cả không? Nam lẫn nữ. Tại vì sao? Bởi vì mình có syrup mà ngọt ngọt. Mình pha loãng ra với đá nữa. Cho nên là không quá nặng cho với cả chị em phụ nữ đâu. Mình có tiếp 30ml là nước ép nước thơm. Mặc dù ngày hôm nay nhà bếp của nấu gì hôm nay không nổi lửa, nhưng mà bất cứ chế biến thức ăn hay thức uống nào chúng ta cũng đều phải rửa tay bằng xà phòng diệt khuẩn, đúng không? Kế tiếp là 15ml là nước cốt chanh dây ha, nước 15 ha. Rồi, kế đến là mình có syrup chanh dây để mình tăng cái vị ngọt đậm đà. Vậy là cái loại cocktail này sẽ dậy mùi chanh dây, mùi cam, toàn là vitamin C không đấy. Đồng thời nó có cả luôn cái vị nồng nồng của nước thơm nữa. Rồi, và cuối cùng để mình cân bằng lại, mình cho 15ml nước đường mình đã pha ra rồi. Cho một chút xíu nước đường vào cho nó có vị ngọt. Cho nó cân bằng lại. Rồi, mình đóng đầy đủ rồi. Bây giờ mình sẽ bỏ đá vào để mình lắc lên. Cái của anh Hiếu ha. Rồi. Bỏ đá vào. Rồi, xong. Rồi, và bây giờ thì anh Hiếu, phần cái của anh Hiếu sẽ đậy nắp ở đây. Đậy nắp lại thôi ha. Đậy lại. Rồi. Ui, giống cái chai quá. Giống cái chai. Và phần của Khôi thì sẽ đổ vào đây. Rồi. Của anh Hiếu. Của Khôi thì sẽ lắc, còn anh Hiếu thì sẽ lắc cái tay như thế này. Lắc vậy hả? Đúng rồi. Và anh em mình cùng lắc nha. Hình như nó lạnh lắm rồi đó nha, thấy tay lạnh lạnh quá. Rồi, anh Hiếu sẽ rót cái phần của anh Hiếu vào cái ly đúng không? Vào cái ly. Rồi. Rồi. Xong. Và bây giờ thì để trang trí mùa thu thì có cái gió nhẹ nhẹ và cái nắng mùa thu cũng nhẹ nhẹ. Mình cần có một cái dù để trang trí. Mình sẽ trang trí. Rồi. Cắt một cái nhát, cắt cái đó là biết rồi. Gắn cái dù lên. Gắn cái dù lên. Rồi, để anh trang trí cho. Rồi. Rồi, quá đẹp. Có cái dù che nắng mùa thu. Mùa thu là nghĩ đến ngay đến màu vàng, ví dụ hoa cúc vàng, lá vàng rơi nè. Đó, cái màu này cũng giống giống đó nha.
hơi ngã ngã qua vàng vàng mùa thu. Rồi bây giờ sản phẩm đã thành công rồi, chúng ta phải uống ngay, bởi vì đây là sản phẩm uống lạnh mà đúng không? Đúng rồi. Để lâu một hồi là không ngon đâu. Khói khói tranh thủ cùng ly, cùng ly. Rồi một hai ba chia. Wow, quá tuyệt vời. Đây là một loại thuốc uống lạnh nhưng mà uống vào cảm thấy rất là ấm cổ nè, uống tới đâu thấm tới đó, bởi vì có hương vị của post.